Ngày 14 tháng 1, Công an huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho biết, vừa tống đạt quyết định xử phạt hành chính 3 người trong gia đình ông Nguyễn Văn Bá ở ấp Mỹ Chánh A, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Theo báo cáo này, khoảng 13 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2022, bà Nguyễn Thị Phượng, cháu ông bá, phát hiện phía sau nhà ông bá có nhiều khói bốc lên nên truy hô và cùng gia đình, người dân gần đó đến dập lửa. Cũng trong ngày hôm đó, ông bá cung cấp thông tin xảy ra liên tiếp nhiều vụ cháy trong nhà không rõ nguyên nhân thông qua video do gia đình cung cấp, thiệt hại ước tính trên 50 triệu đồng. Công an huyện vào cuộc khám nghiệm hiện trường, lắp đặt hệ thống camera giám sát và làm việc với những người có liên quan, đồng thời phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hậu Giang xác minh. Qua làm việc, ông bá cùng những người thân trong gia đình đều thừa nhận hầu hết các vụ cháy xảy ra đều do bà Nguyễn Thị Đẹp, vợ ông bá, Nguyễn Văn Mừng, con ông bá và Đặng Thùy Nhân, con dâu ông bá, sử dụng quẹt gà đốt. Mục đích nhằm tạo thông tin hiếu kỳ và nhận sự ủng hộ vật chất từ người khác. Cả ba người gồm bà Nguyễn Thị Đẹp, Nguyễn Văn Mừng và Đặng Thùy Nhân bị xử phạt 7 triệu 250 ngàn đồng về hành vi trên.